người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Thêm một chuyến bay đưa công dân Việt Nam giữa mùa dịch COVID-19 từ Mỹ về nước. Chuyến thứ nhất được thực hiện thành công từ thành phố San Francisco, nước Mỹ vào ngày 7 tháng 5. Còn chuyến thứ hai đã cất cánh từ thủ đô Washington của nước Mỹ vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng nay ngày 16 tháng 5, theo giờ Việt Nam. Thông tin do phóng viên Trường Sơn, thường trú đại truyền Việt Nam, gửi về từ Washington DC. 345 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay